Cơ duyên nào hai bạn quen nhau? Bọn em quen nhau đến nay là được khoảng 4 năm 3 tháng thứ 2 ngày. 4 năm 3 tháng thiếu 2 ngày. Ờ à, rồi ok. 4 năm hiểu. 2 tháng 29 ngày. Rồi. Ờ à, được rồi, cơ thử một chi tiết. Em hồi đó với Mai là quen nhau ở trong trường đại học. Hai bọn em học chung một lớp. Thì cái ngày đầu tiên mà em vô trường á, thì họp lớp với nhau, thì cả lớp ngồi quay quần lại với nhau. Bạn này được bầu làm thủ quỹ. Các bạn đi thu tiền từng người. Cái em rất là để ý bạn này vì bạn rất là giản dị, dễ thương, đúng y như mẫu người của mình. Lớn từng tốt. Còn bạn thì sao? Ủa sao, ý là hồi xưa anh nói với em là mẫu con gái là khác hẳn với mẫu người mà anh đặt ra. Là anh nói là mỗi người con gái của anh là phải thùy mị, tóc dài, da trắng. Còn em thì kiểu cà tưng, kiểu không có thùy mị á. Mới vô là có gây cấn rồi. Gây cấn rồi. Rồi sao giải thích đi, giải thích nhau đi. Mấy em có lộn người không? Không, đúng ra là mới cái nhìn ban đầu thôi, là ấn tượng ban đầu rất giống. Nhưng sau này kiểu quen rồi mới thấy cảm nhận được chị này là những người một người con gái rất là vui vẻ. Rất là hòa đồng hoặc là hoạt bát. Chứ không có kiểu đầm thắm thì mị, hoàn toàn trái ngược với mẫu hình ban đầu em để ý. Có gì là bị hơi bị lầm chút. Dạ, nhưng mà cũng có cái gì đó giống giống đúng không? Bị lầm đổ anh. Còn Mai thì sao? Em lúc đầu nhìn tàu á, tức là ba mẹ em nói là vô đại học thì có thể được yêu. Cho nên là em cũng nhắm người nào mà cao cao này kia. Còn cho nên là nhìn tàu là một phát là thôi là bạn. Với lại lúc đó tàu để đâu quay nó. Lúc đó cũng ở Phú Yên vừa mới ra cho nên là nhìn không được thành phố cho lắm. 8 tháng sau thì tụi em mới bắt đầu quen nhau. Dạ. Rồi ai là người chủ động yêu nhau? Ai chủ động chính thức cái hơn anh dấu ấn gì? Dạ, cái hồi mà quen bạn Mai á là em thấy bạn rất là chảnh. Tại vì cái ngày đầu tiên mà ra nói chuyện với nhau bạn không trả lời em. Do em... Ý là lúc đó là em không có nghe thiệt luôn á. Bây giờ em nói với anh nhiều lần lắm rồi. Em không có nghe bạn ấy hỏi. Với lại là em thường thường chỉ là lạnh lùng hoặc là chảnh đối với những người mà em thích thôi. Còn như là em nói đó, anh không phải đâu là... Anh đâu dạ đúng rồi, cho nên là em thì là bạn bình thường, thôi trả lời thì em trả lời thôi. Dạ đó là chảnh đúng không anh? Đúng rồi. Không, ý là em không nghe anh nói, em không nghe anh hỏi. Rồi thôi, coi như không nghe nói đi. Rồi. Lúc đó là tụi em có đi học, đại học xong là sẽ đi quân sự. Thì cái khoảng thời gian học quân sự là bạn này cứ nhắn tin xuống ngắm sao này kia. Thì ở trên quân sự là không có về nhà. Lúc đó là tình trong như đã mặt ngoài còn ai. Sau rồi bạn ấy post lên Facebook một bài thơ là hãy để anh yêu và yêu em nhiều. À yêu anh nhiều em nhé, cô gái của những ngày mưa. Mà em với bạn gặp nhau là hai chúng ngày mưa nữa. Thì em biết người đó là em rồi. Cũng không nghe nói, cũng không nghe nói. Xong rồi đến một ngày mưa to rồi em mới hẹn ra. Em mới nói là cái bài thơ mà tàu post lên Facebook 2 tháng trước á là dành cho ai. Cái tàu nói là dành cho Mai. Xong rồi em mới nói bây giờ có còn dành cho Mai nữa không. Cái tàu kêu còn. Dạ đó là tụi em đã quen nhau. Là như vậy. Nhưng mà có vẻ như em chủ động. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên đụng vô con gái chị. Hồi trước giờ cũng có thích rồi nhưng mà đây là người yêu đầu tiên của em. Nên em cũng yêu thật sự rất là bối rối với lại là rất là nhát. Không biết phải làm như nào vậy. Như là hai đứa làm bất cứ chuyện gì cũng phải có xé nháp hết đúng không? Dạ đúng rồi, có xé nháp rồi bắt đầu mới vô hiệp chính. Bây giờ em kể ra em mất giá lắm luôn, ba mẹ em coi chương trình chắc là thất học thì em luôn á. Dễ thương quá trời. Anh cũng thích em mà chẳng qua là bạn em chờ lâu á. Sau rồi nói chuyện rồi bàn chuyện đá banh, coi đá banh xong rồi em mới thấy bạn này cũng cùng gu với mình. Rồi đến bây giờ em mới biết là hồi xưa tụi em hẹn coi đá banh đội Barca với lại Real Madrid. Rồi thức đến 2 giờ sáng coi, bạn đi nói chuyện với em rất là rành về đá banh luôn. Bây giờ em mới biết là vừa nói chuyện vừa search Google. Rồi nói chuyện về những cuốn sách. Cô gái phải có đầu tư em. Cô gái phải có đầu tư. Nói chuyện về những cuốn sách em đã đọc á. Là nói chém gió như là đã đọc hết rồi mà thật ra bây giờ mới biết là chém gió dựa trên cái tựa đề chứ chưa hề đọc. Nhưng mà vẫn đã lừa được em. Hay rồi. Em là hướng dẫn viên mà nên anh nói nó lẹ. Rồi có những cái cuốn sách nó rất là thơ mộng, đọc qua là biết chỉ là tình yêu anh này tán gì kia thôi. Em cũng chém mà kiểu là không có vô, đi vòng ngoài cái lịch từ thôi. Em tưởng đâu là bạn trai em là một người thâm thái đó mà sao sắc là em yếu rồi đấy, em bị ngu muội á. Chứ kiểu là đang mà. Bây giờ cái suy nghĩ lại không em? Dạ không. có câu chuyện gì dở khóc dở cười với hai bạn á? Là chuyện vui hay chuyện buồn chị? Cái nào cũng được, cả hai đi. Mà nó ấn tượng là được à. Nói về chuyện vui á thì cái bữa đó thì sinh nhật của bạn Mai. Thì em mới hẹn bạn Mai lên một cái chỗ, một cái tàu bên bờ sông thôi. Thì em có nhờ một số bạn bè thân thiết
mua khoảng 100 bông hoa đó, cái đi phát cho người dân đi dạo ở chỗ đó. Em đang ngồi thì một bé bán vé số tới tặng em một bông, xong cái hai một cặp yêu thương cái gặp em hai bông, sau cái một đám bạn tới tặng em ba bông, sau rồi em mới đếm lại thì ra là 21 bông, là lúc đó là em 21 tuổi cách đây. Ủa sao mua tới 100 bông mà người ta tặng có 21 bông? Bị lố chị. Dạ. Rồi những cái bông đó anh cất ở đâu? Họ lấy hết rồi, không có trả. À, rồi còn chuyện buồn. Chị buồn đi kể lại, em nghĩ tàu cũng còn buồn. À, cách đây một năm, lúc đó là em vừa mới ra trường, em đi thực tập thì em có cảm nắng một anh khác, gọi là anh T đi. Thì lúc đó em về em viết được nhật ký là cái cảm xúc rất là giống với cảm xúc khi em vừa mới quen tàu. Em đã thích anh T mất rồi, đến mức độ hắn chưa đạt đến mức nào nữa, người ta cũng không biết em thích họ luôn á. Suy sụp một xíu tại vì mình yêu lần đầu mà chưa bao giờ có kinh nghiệm. Nói chung là đặt sự chung thủy lên đầu mà, mối tình đầu. Đặt sự chung thủy rất là cao. Cho nên là tàu đọc được cái nhật ký đó. Sao nhật ký em để cho người ta đọc? Em cất ở trong một cái tủ để toàn những cuốn sách cũ thôi mà nó em anh hay tìm đọc ra sách, được em rút ra được cuốn sổ. Thực chất em cũng tìm coi thử chị này có viết cái gì không, mình đọc cho nó vui. Ai về đọc ra được cái cuốn nhật ký đó đúng vui luôn. Sau sau lúc đó, em... lúc đó cảm giác của em sao? À, nó hơi bị thất vọng. Lúc đó em đi từ dưới nhà lên trên lầu, thấy tàu đang cầm nhật ký là em run tay run chân rồi, bởi vì trước đó em có chia tay nửa năm rồi. Cho nên là em biết tàu là rất là dứt khoát, rất là khó quay lại. Tàu mới nhìn em bằng ánh mắt kiểu khinh bỉ lắm luôn á. Lúc đó là 11 giờ đêm, tàu lên nhà em chơi, định là tối đó ở lại vì nhà tàu ở Hậu An cách nhà em 40 cây. Tàu mới đòi về, xong đêm đó em mới ngồi dưới em canh, em không có lên phòng em ngủ, em sợ cậu này đi về là sẽ về luôn. Em ngồi dưới em canh, xong đến lúc em mở mắt dậy thì thấy tàu đang ngồi ở bên. Tàu nói là anh tha thứ cho em. Rồi em mới nói anh tát em đi, kiểu có phải là bơi không? Vậy em nằm, em mệt quá em ngủ luôn, khóc khóc xong đã đời xong nằm ngủ luôn. Rồi tàu mới nói là thật đó, anh tha thứ rồi. Bà kêu là em tát bả coi thử đâu không ạ, người bà tát em coi thử em đâu không. Rồi xong đến lúc đó kiểu là em biết là tàu sẽ không chia tay thôi, chứ còn trong lòng tàu vẫn cứ gặp chuyện kia là sẽ nhắc lại. Buồn, nói chung vẫn buồn rất tại vì buồn hai đó. Người còn làm chung công ty rồi, bạn này vẫn hàng ngày gặp rồi thế này cái kia, mình không mình nhưng mà nói chung là em yêu thì em chỉ yêu anh thôi, kiểu là em chỉ cảm nắng mà em biết kiềm chế bản thân em được, nhưng mà em biết tàu là quan trọng hơn. Sau đó là một tháng sau, từ ngày đó là tàu rất là đa nghi, em rất là mệt mỏi, kiểu là em trong sáng rồi nhưng mà vẫn bị như vậy á. Sau đó một tháng sau thì em nghỉ việc, em chọn tàu thay vì chọn công việc. Ủa rồi nhưng mà thường là nghỉ việc là thường... là tha thứ hết chưa? Em mới nghĩ là bây giờ mà cưới nhau về mà tàu cứ ghen suốt, không có gì còn dành sự tin tưởng cho mình nữa. Em cũng làm hết cách rồi, cho nên là lúc đó em mới nói là thôi chia tay. Bởi vì lúc việc công ty không, rồi chưa lúc đó chưa, lúc đó chưa. Cho nên là chia tay rồi tàu mới bỏ ăn 3-4 ngày. Tàu bỏ ăn 3-4 ngày xong lúc đó là rau mọc rồi phờ phạc rồi mới lên gặp mẹ em. Mẹ em cũng phân tích là cái này là cảm xúc không có kiểm soát được. Không ăn 3-4 ngày luôn. À không phải vậy đâu. Chẳng qua bạn nói quá thôi, chẳng qua là anh kể không, với em không ăn sáng hoặc là gì 3-4 ngày thôi. Tức là anh kể với em như thế mà kiểu như lúc đó lấy lại sự thương hại của em đúng không? Không phải, tức là mình cho anh nói à, chẳng qua là mình cũng không có ăn thiệt, nhưng mà một hai bữa gì đó thôi, nhưng phải ba bữa mình không ăn hết. Cũng phải có một bữa để mình cầm sức mình ăn cầm hơn mà chết sao? Nhập viện mà. Sao nhập viện thiệt mà anh? Ủa sao nhập viện? Tối ăn ít mà sáng trưa không ăn thì nó cũng mệt, trong khi tâm lý mình không có ổn định nữa. Mà nhập viện luôn. Dạ. Rồi cuối cùng thôi bây giờ vui buồn qua rồi. Lúc em về gia đình sao? Mẹ gia đình hai bên có đồng ý nhau không? Tàu quen em 3 năm rồi vẫn chưa dắt về nhà. Cho nên là em mới nói là ủa sao kỳ vậy? Rồi sau nếu biết là tàu nói là bây giờ anh dắt em về nhà thì mẹ anh sẽ bắt cưới ngay lập tức. Mẹ tàu cuối cùng vẫn biết thì đúng là y như lời tàu nói là bắt cưới ngay lập tức. Lúc đó tụi em đang học năm 3 đại học thôi, chưa học xong. Cái ba mẹ tàu lên gặp ba mẹ em. Ngày đầu tiên là hai gia đình đã dắt nhau ra quán nhậu ngồi ăn vô cười hả hả rồi bàn chuyện cưới xin. Xong cái mẹ tàu mới nói là thôi tụi bay cưới nhau về để đẻ ra đứa con đó đi, rồi ta nuôi cho tụi bay đi học tiếp, không có chi phải lo hết trơn á. Vì nhà cậu đi con một cho nên là rất là non. Với lại là tàu cứ suốt ngày cứ đưa hình mẹ con yêu thằng đi nè, con yêu thằng đi nè, là mẹ tàu cứ tưởng đâu ổng bị BD thiệt nữa, cho nên là cứ rất là non á. Rồi giờ có kế hoạch kết hôn chưa? À tháng 9 năm nay sẽ cưới. Rồi bây giờ là hiểu hết tính hết nhau chưa? Mong muốn nhau thay đổi điều gì, tật xấu của nhau? Tật xấu gì thường thay đổi không? Tàu là hay đi trễ. Nói chung là em là một người rất là đúng giờ. Mà hẹn em 7 giờ, xong 7 giờ kém 5 em đau bụng quá.
tức là mà luôn luôn là chỉ là một lý do thôi, mà lý do đó em không thể giận được bởi vì cái bụng ông bị đau mà, cho nên là em nói là anh biết tới giờ đó anh đau bụng thì anh hẹn em 7:30 đi, đừng có hẹn em 7 giờ. Sao tôi biết tới đó giúp đi, đúng rồi, đau bụng chứ sao anh biết là cái giờ này em đau bụng, tại vì quen nhau ba năm này anh có một cái tật giống gì Tường, cứ mỗi lần đến cái lúc gì mà nó căng thẳng quan trọng là bị đau bụng. Mỗi lần đi chơi với chị là phải tìm chỗ ăn nè, tìm chỗ uống nè, tìm chỗ lãng mạn để hẹn hò nè, tùm lum tà lả, căng thẳng quá đau bụng. Mà anh biết Đà Nẵng nó bé như lòng bàn tay, mình đi hết một vòng là hết tất cả rồi, lúc nào phải tìm được quán mới, không được quán mới là giận. Hả? Em chỉ giận anh một cái là anh đi trễ thôi, với lại đi ra đường không đeo khẩu trang, với thứ ba là không cạo rau. Nó nói là để rau quay nói gì rất là nam tính, gì rất là man, rất là đẹp, nhưng mà mỗi lần anh để rau mà anh không em rất là ngứa. em thấy trong phim người ta có rau sùm sề người ta hôn vẫn được mà. Phim nó khác em. Thì đúng là cách xê. Còn em mong muốn mai thay đổi điều mỗi gì? Lần cãi nhau thì đừng nên im lặng. Mai mốt đừng có đánh em nữa. Hả? Hoặc đừng có ăn hiếp em nữa. Lâu lâu ví dụ em vuốt mặt này cái mà kêu vuốt mặt người ta vê like mà vuốt lên nó mọc. Đánh yêu. Đánh yêu mà. Đánh đâu muốn chết chứ yêu cái gì. Đến với chương trình ngày hôm nay, hai bạn còn điều gì muốn nói với nhau nữa không? Em có một bí mật với là một bất ngờ dành cho bạn Mai. Trời ơi. Một bí mật, một bất ngờ là hai cái. Dạ hai cái đó là một cái chị, nhưng mà hai không. Em cũng biết bạn Mai là một người cực kỳ có tâm hồn ăn uống. Ngoài gia đình tình yêu ra chỉ có việc ăn là quan trọng với bạn thôi. Nên hôm nay em có một món quà nho nhỏ, tức là trời là sáng sớm là phải dậy từ sáng sớm để em đi Co-op Mart em mua những thứ này. Vậy là đây đặc biệt với bất ngờ đấy hả? Dạ. Bất ngờ quá. Đặc biệt quá. Bất ngờ của đây. Đây. Bất ngờ quá. Cảm xúc của em. Nhưng mà đủ cho em. Kiểu là em quan tàu nó là lúc cưới em về anh chỉ cần không để em đói là được. Nãy giờ từ nãy ha, hai bạn rất là vui, rất là dễ thương. Cặp đôi này trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười hết á. Thì cứ giữ mãi những cái nét thanh xuân đó trong cái tình yêu của mình để giữ lửa trong tình yêu. Tuy nhiên nhớ là lúc nào cũng phải chia sẻ với nhau. Chia sẻ với nhau mọi thứ nha. Một cô bé rất là dễ thương, phải nắm chặt tay cổ, giữ chặt cổ nha không? Nói chung là yêu nhau hơn, rồi đi ăn nhau nhiều hơn, rồi review Facebook nhiều nữa nha. Dạ, tụi em có một trang review trên Insta. Này, có biết. Cái gì? Mai Tàu là mau tài. Mai Tàu đi là ăn mau tài. Chị xong rồi chụp hình lại đó trên Instagram đó, cặp đôi này rất là dễ thương của Đà Nẵng. Ăn nhiều quá là mau tài đó.